Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Bão Conrey tăng cấp khó lường, cảnh báo thảm họa kinh hoàng đang đến gần. Bão Conrey đang trở thành một mối đe dọa khó lường khi nó bất ngờ mạnh lên giữa vùng biển Philippines vào sáng 30 tháng 10, khiến chính quyền nước này phải nâng mức cảnh báo lên số 3 cho một số khu vực ở cực bắc Luzon. Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines Bagasa vừa công bố tin tức đầy lo ngại. Cơn bão Leon, hay còn gọi là Conrey, đã đạt sức gió tối đa lên tới 165 km/h, một cú nhảy vọt từ 155 km/h, với gió giật mạnh thậm chí lên đến 205 km/h, tăng từ 190 km/h trước đó. Dự đoán cho thấy Conrey có khả năng trở thành siêu bão vào sáng 31 tháng 10, mặc dù có thể hạ cấp trong chiều cùng ngày. Tại thời điểm 4 giờ sáng, cơn bão cách Calayan, tỉnh Cagayan, 395 km về phía đông và đang di chuyển về phía tây, tây bắc với vận tốc 15 km/h. Hướng đi của nó hiện đang tiến về bờ biển phía đông Đài Loan, nơi mà bão Conrey dự kiến sẽ đổ bộ vào chiều 31 tháng 10. Bagasa cũng không quên cảnh báo rằng khi gần đến Batanes, cơn bão có thể đạt gần mức siêu bão, mang theo những trận mưa lớn tập trung chủ yếu ở Bắc Luzon, trong khi một số khu vực ở Nam Luzon, Trung Luzon và Antique cũng nằm trong tầm ngắm. Những người dân nơi đây được khuyến cáo đề phòng lũ lụt và lở đất. Vùng Batanes và Cagayan, bao gồm cả quần đảo Babuyan, sẽ phải đối mặt với nguy cơ nước lũ dâng cao từ 2 đến 3 mét trong vòng 48 giờ tới, một thách thức lớn đối với người dân nơi đây. Sau khi quét qua Đài Loan, Conrey sẽ tiếp tục hành trình của mình hướng đến biển Hoa Đông vào tối 31 tháng 10 hoặc sáng 1 tháng 11, với khả năng đổ bộ vào Trung Quốc không thể loại trừ. Conrey được dự báo là cơn bão nhiệt đới thứ 12 đổ bộ vào Philippines trong năm 2024 và là cơn bão thứ hai trong tháng 10. Cuộc chiến chống lại sức mạnh của thiên nhiên đang diễn ra và người dân Philippines đang chuẩn bị đối mặt với những thử thách không thể đoán trước từ cơn bão này. Cuồng phong Conrey liên tục tăng cấp, tiệm cận Biển Đông. Khi cơn bão Trà My vừa đi qua, cơn bão Conrey xuất hiện như một lời cảnh báo nghiêm trọng. Sau sự tàn phá của bão Trà My, người dân chưa kịp thở phào thì đã phải đối mặt với mối đe dọa mới. Ngày 29 tháng 10, lúc 5 giờ sáng, cơ quan thời tiết Philippines Pagasa đã đưa ra thông tin đáng lo ngại. Conrey, với tên gọi địa phương là Leon, đã tăng cấp và đang trên đà trở thành cơn bão cuồng phong. Tâm bão như một con quái vật biển khơi, hiện cách thành phố Tuguarao, Cagayan, 645 km về phía đông. Nó đang di chuyển với tốc độ 10 km/h, sức gió gần tâm bão đạt tới 110 km/h, với những cơn gió giật có thể lên tới 135 km/h, tạo nên một sức mạnh khủng khiếp. Mọi dự báo đều cho thấy Conrey sẽ không ngừng mạnh lên, với khả năng đạt cấp siêu bão khi tiếp cận gần Batanes. Trong những ngày tới, Conrey sẽ di chuyển về phía Tây Bắc, đổ bộ vào bờ biển Đài Loan vào chiều hoặc tối 31 tháng 10. Những thông tin từ cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng không kém phần nghiêm trọng khi dự đoán cơn bão sẽ chuyển thành bão nhiệt đới sau khi đi qua Đài Loan và đổ bộ vào bờ biển phía đông Trung Quốc. Theo dự báo, bão Conrey sẽ tiếp tục mở rộng quy mô từ bán kính 220 km đến 250 km vào sáng 29 tháng 10 và có thể đạt 280 km trong 24 giờ tiếp theo. Nhà dự báo bão Huang En Hung khẳng định cơn bão sẽ mang theo mưa lớn đến rất lớn, ảnh hưởng mạnh mẽ đến các vùng phía Bắc, phía Đông và phía Nam Đài Loan. Tuy nhiên, không ai có thể chắc chắn rằng cơn bão sẽ đổ bộ vào Đài Loan hay không. CWA cảnh báo rằng Conrey có thể chuyển hướng về phía Bắc ngoài khơi bờ biển Đông Bắc Đài Loan hoặc đi qua eo biển Ba Sĩ, nối liền biển Philippines và biển Đông. Bão Conrey được cảnh báo sẽ mạnh lên nhanh chóng, tăng cấp thành siêu bão đổ bộ nhiều nơi. Sáng 29 tháng 10, bão Conrey đã đạt cấp 11 với gió giật lên đến cấp 13, khiến Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines Pagasa phải nâng mức độ cảnh báo. Theo thông tin mới nhất, Conrey hiện được xếp vào loại bão nhiệt đới nghiêm trọng. Sức gió gần tâm bão đạt
110 km/h, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10 km/h. Dự kiến vào chiều nay, bão sẽ tăng cấp lên bão cấp 12-15 và có khả năng thành siêu bão cấp 16 trở lên khi tiếp cận đảo Batanes vào ngày 30 tháng 10. Pagasa cảnh báo rằng Kongrey sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Batanes, cũng như nhiều khu vực phía bắc đảo chính Luzon, bao gồm vùng đô thị Manila từ ngày 29 đến 31 tháng 10. Lượng mưa lớn và gió mạnh có thể đạt mức bão ở các khu vực ven biển và vùng núi tiếp xúc với gió. Cảnh báo được đưa ra cho các thủy thủ rằng việc di chuyển trên biển sẽ rất nguy hiểm. Tất cả các tàu thuyền cần ở lại cảng hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn. Bờ biển đông bắc tỉnh Cagayan có thể ghi nhận sóng cao tới 8 mét, trong khi sóng tại bờ biển Batanes có thể lên đến 7 mét và Isabela có sóng tới 6 mét trong 24 giờ tới. Kongrey dự kiến sẽ giữ hướng di chuyển Tây Tây Bắc trong ngày 29 tháng 10 trước khi chuyển sang hướng Tây Bắc vào ngày 30 tháng 10, chuẩn bị đổ bộ vào bờ biển phía đông đảo Đài Loan, Trung Quốc. Thời điểm bão đổ bộ được điều chỉnh thành từ chiều đến tối 31 tháng 10. Sau khi qua Đài Loan, bão sẽ tiếp tục di chuyển về phía bắc, vào biển Hoa Đông. Pagasa không loại trừ khả năng bão sẽ đổ bộ gần đất liền, tỉnh đảo Batanes. Bão Kongrey tăng cấp thần tốc, người dân Philippines nín thở chờ đợi. Bão Kongrey đang trong quá trình hình thành với sức mạnh đáng lo ngại, có thể tăng cấp thần tốc thành siêu bão, làm dấy lên mối lo ngại cho nhiều người dân tại Philippines. Được biết đến với tên gọi địa phương Leon, bão Kongrey đã bắt đầu phát triển thành một cơn bão nhiệt đới mạnh khi di chuyển qua biển Philippines vào ngày 28 tháng 10. Cục Thiên văn Địa vật lý và Khí quyển Philippines Pagasa đã đưa ra cảnh báo rằng trong vòng 24 giờ tới, Kongrey có khả năng đạt đến cấp độ bão cuồng phong, có thể gây ra nhiều thiệt hại. Tính đến 10 giờ sáng 28 tháng 10, bão Kongrey nằm cách đô thị Kasiguran, tỉnh Aurora, khoảng 735 km về phía đông, với sức gió tối đa đạt 95 km/h và gió giật có thể lên đến 115 km/h. Cơn bão này đang di chuyển về phía tây với tốc độ 20 km/h. Điều này khiến cho các nhà khí tượng học lo ngại về sự phát triển nhanh chóng của nó. Pagasa đã nâng mức cảnh báo số 1 cho nhiều khu vực ở Luzon, đồng thời nhấn mạnh rằng mức cảnh báo có thể tăng lên số 3 hoặc 4 trong quá trình bão đi qua, đặc biệt ở cực bắc Luzon, nơi sẽ phải đối mặt với những cơn gió mạnh và mưa lớn. Dự báo cho thấy Kongrey sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc trong những giờ tới và có khả năng tiếp cận tỉnh Batanes, nơi được xem là điểm nhấn quan trọng trong hành trình của cơn bão. Cục khí tượng không loại trừ khả năng Kongrey sẽ đổ bộ vào Batanes với nguy cơ trở thành siêu bão gia tăng khi bão tiến tới gần hơn đến khu vực này. Hình ảnh vệ tinh cho thấy cơn bão có cấu trúc mạnh mẽ với những đám mây dày đặc và cơn gió mạnh có thể tạo ra sóng lớn ngoài khơi. Kongrey sẽ tiếp tục di chuyển về phía Tây và dự kiến sẽ đổ bộ vào bờ biển phía đông Đài Loan vào tối thứ Năm 31 tháng 10 hoặc sáng sớm thứ Sáu 1 tháng 11. Sau khi vượt qua Đài Loan, cơn bão sẽ tiếp tục chuyển hướng Đông Bắc về phía biển Hoa Đông và rời khỏi khu vực trách nhiệm của Philippines vào sáng hoặc chiều 1 tháng 11. Tuy nhiên, mối lo ngại vẫn hiện hữu rằng Kongrey có thể dịch chuyển xa hơn về phía Tây trong phạm vi dự báo, làm gia tăng khả năng đổ bộ hoặc tiếp cận Batanes. Đáng chú ý, bão Kongrey hình thành trong bối cảnh nhiều khu vực tại Philippines vẫn đang khắc phục hậu quả từ siêu bão Trami, đã khiến hàng trăm ngàn người mất nhà cửa và phải sống trong các trung tâm sơ tán. Dù Kongrey có thể ảnh hưởng nhẹ đến vùng Metro Manila, những người dân và du khách có kế hoạch đến Bắc Luzon vào cuối tuần tới cần đặc biệt cẩn trọng. Các chuyên gia khuyến cáo rằng họ nên di chuyển trước ngày 1 tháng 11 vì những cơn gió giật mạnh và sóng lớn sẽ gây nguy hiểm cho mọi loại tàu thuyền trong thời gian bão hoạt động. Người dân được nhắc nhở rằng việc theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết là vô cùng quan trọng. Họ cần tuân thủ các khuyến cáo từ các cơ quan chức năng và cập nhật thông báo từ các hãng hàng không, tàu xe để có thể chủ động về lịch trình và đảm bảo an toàn trong những ngày bão sắp tới. Philippines đang đứng trước nguy cơ hứng chịu bão Kongrey chỉ vài ngày sau khi siêu bão Trami để lại tang thương khắp đất nước. Ngày 28 tháng 10,
những cảnh báo khẩn cấp đã được ban hành khi mà nỗi đau từ trận bão Trà My vẫn còn hằng sâu trong tâm trí người dân. Hơn 100 sinh mạng đã bị cơn bão tồi tệ nhất trong năm cướp đi và gần 1 triệu người hiện đang phải trú ngụ trong các trung tâm sơ tán. Tất cả đều phải rời xa mái ấm của mình do lũ lụt và sự tàn phá của thiên nhiên. Cơ quan thời tiết quốc gia Philippines vừa công bố rằng bão Conray đang tiến gần, mang theo mưa lớn và gió mạnh, dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền trong những giờ tới, tạo ra những cơn sóng dữ dội ngoài khơi bờ biển phía đông. Đặc biệt, theo chuyên gia thời tiết của cơ quan trên, Conray có khả năng mạnh lên thành bão vào thứ Ba, 29 tháng 10, và có thể sẽ tiếp cận gần các đảo nhỏ của Philippines vào sáng sớm ngày 30 tháng 10, khiến tình hình càng thêm khẩn trương. Ngoài ra, rất có thể Conray sẽ trở thành một siêu bão trên Biển Đông. Mọi thứ đang diễn biến nhanh chóng, không loại trừ khả năng bão Conray sẽ dịch chuyển về phía Tây và đổ bộ vào Philippines sớm hơn dự kiến, cơ quan thời tiết cảnh báo. Đáng lo ngại hơn, bão Conray cũng sẽ tiếp tục hành trình tới Đài Loan, Trung Quốc vào ngày 1 tháng 11 với sức tàn phá không thể lường trước. Trong bối cảnh mỗi năm, Philippines phải đối mặt với khoảng 20 cơn bão, gây ra thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và tính mạng. Con số 116 người thiệt mạng và 39 người mất tích từ bão Trà My chỉ là một trong nhiều bi kịch mà quốc gia này đã trải qua. Giờ đây, với sự đe dọa của Conray, người dân Philippines lại phải chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến mới với thiên nhiên. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!